Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phương Đầu TV. Thưa quý vị và các bạn, để kéo dài tuổi thọ của máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer, không quân Mỹ đang xem xét dừng các nhiệm vụ bay tầm thấp và chuyển sang các nhiệm vụ bay tầm cao, đồng thời cải tiến máy bay này thành một kho vũ khí di si động để tiến hành chi viện cho các hoạt động trên không. Từ những năm 1970, máy bay B-1B Lancer chủ yếu thực hiện nhiệm vụ bay ở độ cao thấp với tốc độ cao khi đó, nhiệm vụ của nó là bay tốc độ siêu âm ở độ cao thấp để tránh bị radar của Liên Xô phát hiện sau đó phát động một cuộc tấn công hạt nhân và nhanh chóng rời khỏi hiện trường Để thực hiện được nhiệm vụ này B-1B Lancer được trang bị hệ thống theo dõi địa hình FLVK đặc biệt có thể tự động điều chỉnh độ cao bay của máy bay ném bom dựa trên dữ liệu địa hình Nhờ vậy mà B-1B Lancer có thể bay liên tục ở độ cao tối thiểu là 60m Tuy nhiên với những thay đổi trong xu thế chiến tranh, mục tiêu tác chiến của Không quân Mỹ không ngừng thay đổi, yêu cầu về thời gian bay của B1B cũng không ngừng được nâng cao. Cự ly chi viện trên không ngày càng xa, đây là vấn đề nằm ngoài ý tưởng thiết kế của Mỹ và máy bay B1B cũng khó có thể đáp ứng nhiệm vụ. Cùng với đó, B1B Lancer của Mỹ cũng đang không ngừng lão hóa và Không quân Mỹ phải đối mặt với thách thức kéo dài tuổi thọ cho máy bay này. B-1B Lancer có thể mang theo lượng lớn bom đạn, độ cao phi hành tối đa là 6.000m. Theo Trung tướng Không quân David Tepula, một máy bay B-1B Lancer có thể mang theo số lượng bom đạn bằng 40 máy bay chiến đấu biên chế trên tàu sân bay trong một lần thực hiện nhiệm vụ. Không quân Mỹ hiện nay có tổng cộng là 62 máy bay nắm bom B-1B Lancer, nhưng do nhiều yếu tố mà chỉ có 51,75% trong tổng số 62 máy bay B-1B Lancer có thể thực hiện nhiệm vụ tại bất cứ lúc nào. Trong khi đó, tỷ lệ này tại máy bay B-2 và B-52 lần lượt là 60,7% và 69,3%, cao hơn nhiều so với B-1B Lancer. Được biết, máy bay B-1B Lancer sẽ tiếp tục phục vụ cho đến năm 2036, nhưng trong tình hình hiện nay thì điều này không mấy khả quan do việc thường xuyên thực hiện nhiệm vụ ở tầm bay thấp khung máy bay của B-1B Lancer đã phải chịu áp lực lớn trong thời gian dài. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuổi thọ máy bay. Do vậy, không quân Mỹ sẽ hạn chế tối đa các nhiệm vụ bay tầm thấp của B-1B Lancer. Không chỉ có B-1B, không quân Mỹ cũng bắt đầu hạn chế các nhiệm vụ có tầm bay thấp của máy bay ném bom B-52. Ngoài việc hạn chế các nhiệm vụ bay tầm thấp, không quân Mỹ cũng đang tiến hành nâng cấp B-1B và B-52 thành các kho vũ khí di động để kéo dài tuổi thọ. Theo đó, B1B Lancer và B52 sẽ mang theo các tên lửa hành trình tầm xa mới như là tên lửa không đối đất JASM và tên lửa chống hạm tầm xa LRAMS. Ngoài ra, B1B và B52 cũng có kế hoạch mang theo vũ khí vượt siêu âm, vũ khí phản ứng tốc độ nhanh phóng từ trên không. Tháng 6 năm 2019, không quân Mỹ đã thực hiện thành công cuộc thử nghiệm bay đầu tiên của dự án vũ khí phản ứng nhanh chóng từ trên không, đó là AGM-183A bằng máy bay nắm bom B-52. Theo đánh giá của giới chuyên gia quân sự Trung Quốc, nếu B-1B và B-52 thành công kéo dài tuổi thọ và được chuyển đổi thành kho vũ khí di động, thì đây sẽ là tin buồn đối với không quân nga. Việc mang theo một kho bom và tên lửa bay lòng vòng gần với không phận của nga sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh của nước này. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. <laughs>